Tập 10. Anh đừng có lại gần tôi. Anh muốn làm gì tôi hả? Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô và Doanh Chiến có quan hệ gì với nhau? Vì sao cô quen anh ta? Còn nữa, vì sao anh ta giúp cô chỉ ra hung thủ giết cha của anh ta còn có người khác? Sao mà tôi biết được chứ? Nhưng mà Doanh Chiến nói cũng đúng mà, hung thủ thật sự có kẻ khác nữa. Đừng mà, thật sự là vậy sao? Thì thật sự là vậy đó. Này, anh đừng có nhìn tôi như vậy được không? Tôi thật sự không phải hung thủ đâu, thiệt mà. A Tài, đợi đã. Ông Tiền, sao ông lại đích thân đến đây thế? Không phải trong điện thoại tôi đã nói ông không được đến à? Cậu vào trong nhanh đi, bảo cái thằng nhóc Tiền Trọng Kiệt ra đây gặp tôi ngay đi. Dạ được, tôi gọi anh ta ra đây cho ông. Đợi đã. Cái thằng nhóc đó lắm chiêu nhiều trò, chưa biết chừng bên trong đó nó đã lén trốn đi rồi đó. Lục La, chúng ta vào trong đi. Nhưng mà ông mà, đây là đại lao của cục cảnh sát đó. Vậy thì đã sao chứ? Ông đây tìm con trai, có là ông trời cũng không quản nổi. Đi. Được rồi, để ông ấy vào trong đi. Nhưng mà rốt cuộc Doanh Chiến có nói ra hung thủ là ai hay không hả? Là một người tên là Mã Ngũ. Mã Ngũ hả? Sao mà như vậy được chứ? Hung thủ chắc chắn không phải là Mã Ngũ đâu. Vì sao Doanh Chiến lại nói như vậy? Tại sao cô lại phản ứng gay gắt quá vậy? Tại sao cô biết hắn không phải hung thủ? Sao ông ấy là hung thủ được chứ? Chắc chắn ông ấy không phải. Cha, bác Tiền, cái thứ con cái đốn mạc này, bây giờ mày bắt cướp có phải nghiện luôn được hay không? Cha nói cho mày biết nha, thả người ngay cho cha. Nếu không thì cha của mày sẽ lập tức đến. Cha sẽ đến ngay tiệm thuốc phiện hút thuốc. Cha có sửa được cái kiểu cũ rích này hay không? Bác Tiền à, bác nhanh cứu cháu với. Cũng may mà bác đến. Cái tên Tiền Trọng Kiệt này, anh ta cứ bảo cháu là hung thủ giết người, nhưng mà anh ta hoàn toàn chẳng có chút chứng cứ nào hết. Đây rõ ràng là không có ý tốt gì hết. Được rồi Bích Quân, cháu cứ yên tâm đi, có bác đây rồi. Cái thằng nhóc này bây giờ cũng lắm trò quá ha. Được thôi, bây giờ cha của mày phải đưa Bích Quân đi, xem có phải mày cũng muốn bắt cha của mày luôn hay không. Cha à, Lục La, từ từ đã. Cha, hôm nay có phải là cha cứ nhất quyết phải đưa cô ấy đi hay không? Nói thừa. Được, hôm nay con để cha mang cô ta đi đó. Nhưng mà còng tay trên tay của cô ta thì con cũng phải mở ra chứ nhỉ? Tốt quá rồi, này anh mở giùm tôi. Vậy còn được đó. Làm sớm đi có phải hơn hay không? Tôi đau muốn chết. Này, Tiền Trúng Tà, anh làm cái gì vậy? Cái thằng nhóc chết tiệt này, mày đang làm gì đấy? Cha, bây giờ Lâm Bích Quân vẫn chưa được thoát nghi ngờ. Dù cha có lấy thuốc phiện ra ép con thì con cũng không thể để cha mang cô ta đi. Mày, lão gia, chúng ta còn đi không đây? Đợi đã. Nếu như bây giờ hai đứa con khóa lấy nhau rồi thì cũng được thôi. Cha sẽ để cho hai đứa đính hôn ở đây luôn. Đính hôn hả? Thưa cậu, ông đã quyết định rồi, hôm nay sẽ đính hôn cho cậu và cô Lâm. Không cha ơi, cha nghe con nói đã. Đứng trên góc độ sinh lý, hai người khác giới có tình cảm với nhau ở bên nhau thì cơ thể sẽ tiết ra rất nhiều hormone, cha có hiểu không? Khi hai người vừa mới yêu nhau sẽ tiết ra hormone. Khi hai người xảy ra quan hệ mật thiết thì não sẽ tiết ra rất nhiều hormone hưng phấn đó cha. Còn khi hai người muốn tiến tới thêm một bước nữa thì hai người sẽ tiết ra rất nhiều oxytocin và phylogenin tuyến yên. Cha có hiểu ý con không? Con đang dạy cha tiết sinh lý hay sao? Không, không phải đâu. Bây giờ không phải con đang dạy cha môn sinh đâu.
Nhưng mà con với cô ta chính là cô gái này đây. Tụi con đã ở bên nhau một tháng rồi, nhưng mà con vẫn không hề có chút cảm xúc nào với cô ta hết. Điều đó chứng tỏ con và cô ta không có chút phản ứng hóa học nào. Bích Quân à, không, dù cho cô ấy không phải là Bích Quân thì mình cũng không thể để cô ấy lấy tên Tiền Trọng Kiệt được. Hơn nữa cô ấy còn đáng yêu như vậy nữa mà, mình rất thích cô ấy. Quỷ khắp, tin tức của mày cũng nhạy ghê. Mày có đi đến đâu, mày nghĩ gì, muốn làm gì, tao cũng đều biết được hết. Cha, cha có hiểu con nói gì không? Chả hiểu gì hết. Chả hiểu gì luôn. Im đi. Cha không hiểu con đang nói gì đúng không? Không sao, bây giờ con vẽ cho cha một bức tranh. Vẽ một bức tranh là cha hiểu ngay. Đừng đòi vẽ vời gì chứ. Nói tóm lại là cha, cha nói mày biết cha không có hứng nghe mấy cái lời lý luận đó. Hôm nay hai đứa phải đính hôn, mày cũng phải thả người. Hai chuyện này chuyện nào cũng phải làm hết. Tóm lại là mày nhanh chóng bồi dưỡng. Cái gì mà phản ứng hóa học? Đúng đó, bồi dưỡng phản ứng hóa học là được. Cha nói cho mày biết, mày phải đính hôn ngay. Đi đi đi. Cha, cha không được đi. Cha. Trọng Kiệt, Bích Quân, hai đứa ở đây cho ngoan nha. Bây giờ cha đi chuẩn bị ngay đây. Lát nữa cha về, cha tổ chức hỷ sự cho hai đứa. Cha, cha. Cha, con không đính hôn với Lâm Bích Quân đâu. Cha, bác đã đi rồi. Giết. Nếu như không phải để nhanh cứu được cha nuôi ra thì còn lâu tôi mới cưới cái đồ điên nhanh. Cô còn ngẩn ra đó làm gì vậy? Nghĩ cách gì đi chứ, phải ra ngoài. Đã như vậy rồi còn ra ngoài kiểu gì đây? Tôi đúng là không hiểu dây thần kinh đạo của ông ấy bị nối sai mà cứ nhất quyết bắt tôi phải cưới cô làm cái gì. Ông ấy nhìn trúng điểm gì của cô, Tiền Trọng Kiệt? Này, cô làm gì vậy? Làm gì hả? Vì tôi không hiểu, dựa vào đâu mà anh chê bai tôi quá nhiều vậy? Có chỗ nào mà tôi không xứng với anh đâu? Nói ra xem nào, làm gì có thái độ đó hả? Anh nhìn gì mà nhìn? Này này, đau lắm đó. Này, nếu như chúng ta đã bị khóa lại với nhau rồi thì liệu rằng phiền anh có thể để ý đến tay tôi được không hả? Này, nghĩ cách nhanh lên, nhanh mở cái khóa với cửa ra đi. Nếu như gạo đã nấu thành cơm rồi thì anh cứ chịu đi thôi. Cô nói nhảm gì vậy hả? Tôi với cô từ lúc nào mà? Là ý tốt của bác Tiền, sao lại nỡ lòng phụ lòng bác ấy? Đúng không? Bác Tiền bảo chúng ta đính hôn thì cứ đính hôn thôi. Lâm Bích Quân, tôi nói cho cô hay, tôi chắc chắn sẽ không cưới cô đâu. Con gái như cô có tin đàn ông nào mà thèm? Tiền chúng ta, tôi nói cho anh biết, trước giờ tôi chưa từng gặp tên đàn ông nào mà độc mồm độc miệng như anh. Nếu như không phải gì thì tôi còn lâu mới. Nói đi, sao cô không nói nữa? Tôi biết rồi, cô muốn lấy tôi. Cô sợ nói dối bị sét đánh. Trời ơi, anh bị điên rồi đó hả? Sao tôi lại muốn lấy anh được chứ? Tôi thấy là do anh cứng miệng, chứ thực ra trong lòng của anh thích tôi từ lâu rồi đúng hay không? Tôi thích cô đấy hả? Không đúng hả? Không đúng hả? Anh thấy chưa, mặt của anh đỏ rồi đó, còn nói không thích tôi. Cô né ra giùm đi. Né ra cũng được. Đính hôn xong thì tôi đi. Này,
Trên đời này lấy đâu ra một cô gái cứ phải bám riết với một chàng trai đòi đính hôn? Không đính hôn cũng được, cứ khóa vào nhau thế này cả đời cũng không chia lìa. Tôi nói cho cô biết, cô chắc chưa? Cô đừng có mà hối hận đó. Sao vậy? Anh uy hiếp tôi đó hả? Dọa ai thế không biết? Tiền Trọng Kiệt, anh làm gì vậy hả? Không phải đâu cha. Không sao đâu, hình như cha quên gì đó rồi. Cha, hai đứa cứ tiếp tục đi, không có gì đâu cha. Lúc nãy cô có một vấn đề chưa trả lời tôi. Vấn đề gì? Cô với Mã Ngũ có quan hệ gì chứ? Thì có quan hệ gì đâu. Cô không liên quan gì đến Mã Ngũ. Mà lúc nãy cô dãy nảy lên như thế hả? Ông à, giờ lành đến rồi ạ. Tôi... Cha, chọn giờ không bằng gặp giờ. Ta đã nói hôm nay là ngày tốt mà. Cô xem hai đứa này gấp lắm rồi kia kìa. Cái gì hai đứa này chứ? Là Bích Quân, cô nói gì đi. Ông à, giờ lành để đính hôn sắp đến rồi. Ừ, phải đấy. Nhanh dọn đồ qua đây đi. Nhanh chóng lên. Cha, đính hôn gì chứ? Là Bích Quân, cô nhanh nói đi chứ. Cô không muốn đính hôn mà. Bác Tiền, cháu không có ý kiến gì đâu. Được, là Bích Quân, cô nói gì vậy? Trọng Kiệt à, thái độ của mày kiểu gì vậy hả? Cha nói cho mà nghe, chuyện hôm nay cha làm chủ, không có cửa cho con phản đối đâu. Cha, cha nghe con nói. Nào, nhanh chóng. Đến rồi, vỗ tay đi. Tốt lắm. Trọng Kiệt, Bích Quân, hôm nay thời gian gấp gáp, vậy nên trước mắt hai đứa cứ như vậy trước. Đợi đến khi hai đứa chính thức lấy nhau thì cha sẽ làm cho hai đứa một hôn lễ tốt hơn. Cha, này, anh làm gì thế hả? Nhẹ thôi, tôi đau rồi này. Lúc nãy cô không mở còng là tại cô tự làm tự chịu thôi. Anh có bị làm sao không vậy? Cô nhìn kìa, hai đứa chúng nó thương yêu nhau chưa kìa. Ông Tiền à, tôi chưa nghe nhà ai tổ chức đính hôn ở trong tù hết đó. Mặc dù chúng ta vội đổi bông tai, nhưng mà cũng không thể khiến Bích Quân ấm ức quá được. Ông Lâm à, tôi cũng là tìm cách, trong chỗ không có cách thôi. Ai mà ngờ được Bích Quân sẽ bị dính vào vụ án này. Ông yên tâm đi, một là để cứu Bích Quân, nửa là có thể để cho hai đứa chúng đó.
Được thôi, vậy thì theo ý ông đi. Ông yên tâm đi. Cha, chỗ cha ngồi là công cụ dùng hình đấy. Không có sao đâu, không sao hết. Chị Dịch à, bắt đầu đi. Đầu tiên là những người nhà. Ở đây có mình tôi à, bỏ phần những người nhà đi. Bắt đầu tiếp. Vậy để chụp cho cậu với mợ bức ảnh nha. Đứng cho đẹp vào đi. Nào chụp đi kìa. Cậu mợ, hai cô cậu nhìn vào camera cười một cái đi. Phiền phiến thôi là được, tôi còn phải làm việc nữa. Cười một cái đi mà. Bảo anh cười, anh có nghe thấy không? Để xem anh có cười không nè. Hai đứa này dễ thương quá. Tôi xem anh có chịu cười hay không. Tôi nói cho cô biết, cười cái đi. Bức này đẹp, bức này đẹp lắm. Doanh Chiến, mày chết đi. Không được nhúc nhích. Thả thiếu gia của bọn tao ra. Một mạng đổi một mạng. Dựa vào đâu mà tao phải tin mày? Vậy thì lấy mạng của bang chủ bọn mày cược đi. Nào xin mời, xin mời. Ăn cái này đi. Uống đi. Anh ăn nhanh đi chứ. Nhanh lên. Ăn miếng đi. Các anh em, nào uống hết nha. Được rồi các anh em, cũng muộn rồi. Chi bằng chúng ta về sớm, để còn nghỉ ngơi được không? Được. Hai đứa nhỏ vất vả cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi thôi. Ông Tiền cáo từ nha. Nè, con đi đâu vậy hả? Cha nói đi về mà. Thế con đi về thôi. Con ở đây nghỉ ngơi là được rồi. Nghỉ ngơi ở đây hả cha? Đúng vậy, đúng đó. Bác Tiền à, có vẻ chỗ này không được thoải mái lắm đâu bác. Cháu thấy về nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn đó. Cháu không thoải mái hay sao? Vậy thì cháu về trước đi. Cháu về nghỉ ngơi đi nha. Không được, cô ta không được đi. Bây giờ cô ta vẫn còn đang là nghi phạm mà. Cô ta phải ở lại đây. Dựa vào đâu? Vì tôi là cảnh sát đó. Anh được lắm. Tôi mà phải ở lại thì anh cũng đừng có hòng mà đi trước. Cô, tại sao tôi gặp cô lại xui xẻo như vậy chứ? Thôi được rồi, hai đứa đừng có cãi nhau. Xuân hạ thu đông. Cậu à, chúng ta về nhà thôi cậu. Về đâu chứ? Cậu à đi thôi. Về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Này mấy người, cậu à đi thôi. Này, làm gì thế hả? Đi thôi, vào thôi cậu à. Cha. Dạ thưa ông, chìa khóa đây ạ. Cha, cha à. Trước khi cha đến, Lưu Mù đã bảo rồi. Ông ấy nói tối nay hai đứa không ra ngoài được đâu. Thế nên hai đứa ngoan ngoãn ở đây, bồi dưỡng tình cảm với nhau đi. Tạm thời cha sẽ bảo quản chìa khóa này nha. Ngày mai cha đến mở cửa cho hai đứa. Cha đừng có đùa nữa mà. Chỗ này ngủ thế nào được? Sao mà không ngủ được? Vì sao chỗ này không ngủ được hả? À, tôi biết rồi. Anh là thiếu gia, thế nên anh chưa từng chịu khổ thế này bao giờ đúng không? Anh đó, phải ở những nơi như thế này mà xem, để nếm thử mùi vị của việc bị người ta đổ quan rồi còn nhốt lại đi nha. Lâm Bích Quân, cô không nói thì không ai bảo cô câm đâu. A Tài, mở cửa cho tôi ngay. Được rồi, không cần gọi nữa đâu. Người của con bị cha chuốc say hết rồi. Tối nay không ai giúp được con đâu. Con nên giữ sức thì hơn. Cha, chị Dịch, chị ở đây kiểm tra chút nha. Tôi đi trước. Dạ được, gặp lại sau nha. Cha không được đi. Cha, đêm còn dài lắm. Tối nay có ai đó không biết có ngủ được hay không đây ha. Cô, đi. Thả người. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Dẫn người của mày đi đến ngõ đi. Mày nói lời đút lời hay sao? Nếu như mày không muốn dọn xác của ban chủ bọn mày thì đứng cho xa vào. Quỷ gia, cút. Rút đi. Không nghĩ đến quỷ khắp gian danh bốn phương, cũng nhát gan tội nghiệp như mấy con sâu bọ.
Tao còn chưa chết được đâu. Cút. Quỷ gia, đừng đuổi theo nữa. Có ai không? Có ai thì trả lời tôi một tiếng đi được không? Có ai không? Làm ơn đi. Anh đừng có hét nữa được không? Anh đã hét cả tối rồi đấy. Nếu như có người thật thì đã mở cho anh từ lâu rồi. Nè nè nè, tôi nói anh này, anh có thể để tâm một chút đến tôi được không? Đau lắm đó. Đúng là bực mình thiệt. Tôi đã nói rồi, gặp phải đồ sao chổi như cô đúng là không có chuyện gì tốt. Gì chứ? Có tôi gặp anh mới xui đó. Trước khi tôi gặp anh, chuyện gì cũng tốt đẹp. Từ sau khi gặp phải đồ đáng ghét danh xong, anh thấy chưa? Trước đây chân của tôi bị thương thì cũng không nói làm gì. Bây giờ còn bị nhốt trong đây nữa. Này này, cô mắng đủ chưa? Mắng đủ ấy hả? Tôi nói cho anh biết, những chuyện thức đức mà anh làm cho tôi, dù tôi mắng anh cả đời cũng không mắng đủ. Sao? Lười so đo tính toán như cô. Tôi đi ngủ. Ngủ hả? Giường bé như vậy thì ngủ kiểu gì? Tôi không ngủ với anh đâu. Cô có ngủ không đây? Không. Tôi hỏi cô lần cuối, cô có ngủ không? Không ngủ đó. Này này này, anh làm gì vậy hả? Lâm Bích Quân, tôi nói cho cô biết, bây giờ những gì tôi nói với cô đều là thánh chỉ, không được phản kháng. Tôi bảo cô ngủ thì cô phải ngủ. Dựa vào đâu? Không được nói nữa, ngủ mau. Xin anh luôn đó. Này, anh có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không? Nam nữ thụ thụ bất thân đấy, anh có thể bỏ tay của mình ra không hả? Tôi đang nói chuyện với anh đó. Sao mà mình lại xui xẻo đến như vậy chứ? Thiếu gia, từ từ thôi. Thiếu gia, đúng là nguy hiểm quá. Anh Sẹo à, cũng may hôm nay anh xuất hiện kịp thời. Nếu không thì tôi chắc đã. Thiếu gia, cậu đừng nói như vậy. Lúc còn sống, lão gia đã gửi cậu cho tôi. Tôi không chăm sóc được tốt cho cậu là do tôi vô năng. Vì sao quỷ khắp lại cứ nhắm vào tôi chứ? Đánh đi. Anh này, anh qua đây. Bích Quân sao vậy? Hoan nghênh quý khách. Mày đi đến đâu? Mày nghĩ gì làm gì? Tao đều biết hết. Quỷ khắp luôn giúp đỡ cho Tiền Trọng Kiệt, và Thiên Hội vẫn luôn giúp đỡ cho nhà họ Tiền. Anh Sẹo à, anh đi điều tra xem mối liên quan mật thiết giữa già Thiên Hội. Dân thưa thiếu gia, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Lâm Bích Quân, tại sao cô lại khóa tôi? Làm sao? Thả tôi ra. Tôi không thả anh đó. Tôi không thả anh ra đâu. Tôi cứ không thả đó, tôi phải để cho anh đếm được cảm giác ngồi tù. Lâm Bích Quân, Lâm Bích Quân, tạm biệt nha. Cô đứng đó cho tôi. Tôi đi nha, không cần tiễn đâu. Tạm biệt. Cô đứng đó. Lâm Bích Quân. Thưa cậu, tôi đã phái người đi điều tra nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền gần như không có liên quan gì đến già Thiên Hội. Nếu như có thì cũng chỉ là anh trai của Tiền Trọng Kiệt bị người của già Thiên Hội giết.
Anh Sẹo, chuyện này cũng lạ thật đấy. Nếu như vậy thì nhà họ Tiền và gia Thiên Hội phải đứng ở hai lập trường mới đúng. Vì sao quỷ khắp lại âm thầm giúp cho Tiền Trọng Kiệt như vậy? Có phải do tôi nghĩ nhiều rồi hay không? Tôi cũng thấy chuyện này lạ lắm. Thưa cậu, hay là tôi cho người đi điều tra xem sao? Không cần đâu. Anh Sẹo, anh nghĩ cách cài gián điệp vào trong gia Thiên Hội đi. Đi thám thính thử xem, thám thính ra được mấy tin tức có tác dụng mấy. Thì thiếu gia, A Tứ tình nguyện xin đi, mong được lấy công chuộc tội. Cậu à, đúng thế. Thưa cậu, trước đây A Tứ vì chuyện của ông đã từng bị chịu phạt. Nếu như cử cậu ta đi, chắc hẳn là người phù hợp nhất rồi. Đúng đúng. Vậy được rồi, vậy chúng ta đích thân tiễn A Tứ vào tay của bọn chúng. Được. Chẳng lẽ Lưu Hoài Cẩn lúc đó sinh ra hai đứa con gái à? Rất có thể là vậy đó, thưa lão gia. Nếu không thì không thể giống nhau đến như vậy được. Nhanh chóng tìm ra cho ta bà mụ đỡ đẻ của nhà Lưu Hoài Cẩn đến đây. Tôi đi tìm ngay đây. Tiền Trọng Kiệt này xem nhẹ mình quá rồi. Cứ tưởng lấy được khóa đường bệnh của mình đi rồi thì nhốt mình được chắc. Lần này cho anh nếm được nỗi lợi hại của tôi. Xem anh còn dám bắt nạt tôi nữa không. Đồ phụ nữ điên này, chạy được một lúc chứ không chạy được mãi. Mình phải canh ở phủ họ Lâm mới được. Mấy người không được nhúc nhích. A Tứ, mày không muốn sống nữa hay sao? Chạy đến địa bàn của gia Thiên Hội bọn tao luôn. Anh xem bộ dạng tôi giống kiểu sợ chết hay sao? Đúng là không ngờ. A Tứ tôi vì Doanh Thị vất vả nhiều năm như vậy rồi, không ngờ ông vừa qua đời thì cái thằng nhóc còn hôi sữa kia đã nghĩ đủ mọi cách giết tôi. Anh phải hiểu cho rõ, đây không phải là địa bàn của Doanh Thị. Anh đến đây kể khổ với chúng tôi, chẳng phải tìm chết hay sao? Dù sao thì về Doanh Thị cũng phải chết, chi bằng đến đây thử giận bay xem. Tôi muốn gặp quỷ khắp. Hề hước thật đó. Muốn gặp quỷ gia của bọn này hay sao? Tôi ở trong Doanh Thị nhiều năm rồi, chuyện bé chuyện lớn trong Doanh Thị tôi đều biết hết. Tôi là người có tác dụng với mấy người lắm đấy. Nếu như anh không để tôi gặp được quỷ khắp, thì anh có dám chắc anh ta không trách tội anh hay không? Dựa vào đâu mà tên phản bội lại được tôi tín nhiệm? Quỷ gia, từ nhỏ A Tứ tôi đã lớn lên ở Doanh Thị rồi. Tôi dốc sức dốc lòng vì Doanh Thị nhiều năm như vậy, nhưng mà không ngờ ông vừa mới qua đời là tên nhóc kia không những vô dụng, còn quỷ hoại người trung thần, suýt chút nữa thì đánh tôi thành cái tàn phế. A Tứ tôi không nhận cái loại có mắt không trồng đó. Vậy làm sao anh chắc chắn được đến chỗ tôi thì anh sẽ được sống an ổn chứ? Dù không chắc thì cũng phải thử. Dù sao thì cũng tốt hơn là chết cho bị thằng nhóc đó dây vò. Được. Bắt đầu từ nay về sau, cậu ở lại gia Thiên Hội, nhưng mà cậu phải nhớ lấy, nếu như cậu vẫn còn hai lòng thì tôi sẽ không chỉ lấy mạng của cậu như Doanh Thị dễ dàng như vậy đâu. Cảm ơn quỷ gia. Bác Lâm, thật ra cháu thả Bích Quân ra đã cần đến rất nhiều mối quan hệ của cháu rồi. Cấp trên cũng luôn yêu cầu cháu phải theo sát Bích Quân.
Bác Lâm này, bác thấy chuyện này nên làm thế nào đây? Vậy theo ý cậu thì bác xem đấy. Dù sao thì bây giờ cháu với Bích Quân cũng sắp lấy nhau rồi. Hay là để cô ấy đến nhà cháu ở đi. Không được, dù sao thì hai đứa cũng phải làm lễ cho đàng hoàng đã chứ. Nếu không thì còn ra thể thống gì nữa. Phải à, bác nói cũng đúng lắm. Còn nếu mà hết cách thì cháu cũng đành áp giải cô ấy về nhà lao thôi. Trọng Kiệt à, hay là như vậy, chi bằng bác sắp xếp cho cháu một phòng ở cho khách ở đây, cháu ở đây luôn nha. Chứ vậy thì không hay lắm đâu bác. Liệu rằng người khác có cảm thấy cháu ở rể hay không? Không có sao đâu. Nhà họ Tiền các cháu với nhà bác là nhà có điều kiện ở Thượng Hải, không có ai nghĩ như vậy đâu. Vậy thì cháu cảm ơn bác Tiền. Không cần khách sáo. Nào uống trà đi cháu. Uống trà đi. Anh dọa tôi sợ muốn xỉu. Này, tại sao anh lại ở chỗ tôi hả? Với quan hệ của chúng ta thì tôi đến phòng của cô không phải là chuyện thường lắm mà. Đúng không? Vợ chưa cưới của tôi. Nè, đừng có nói mấy lời mời mọc với tôi. Tôi với anh chưa kết hôn đâu đấy. Anh gọi tôi như vậy hơi sớm rồi. Tôi nói cho anh biết, đây là địa bàn của tôi. Phiền anh ra ngoài giùm đi. Cô nghĩ nhiều rồi đó. Được thôi, tôi đến là để nói cho cô biết. Từ nay về sau, tôi sẽ sống cạnh phòng của cô. Gì? Để quan sát nhất cử nhất động của cô. Này, giám sát tôi hả? Chuyện này là sao đây? Bởi vì tôi vốn muốn nhốt cô vào trong lao, nhưng mà bác Lâm không muốn. Thế cho nên cũng chịu thôi. Tôi chỉ đành ở cạnh cô, để trông coi nghi phạm là cô đây. Nghi phạm gì? Chẳng phải anh bảo là Mã Ngũ là hung thủ hay sao? Trước khi tôi chưa tìm ra được chứng cứ xác thực thì cô vẫn chưa rửa sạch tội đâu nha. Tiền chúng ta. Đội trưởng. Đội trưởng, theo như tin tức đáng tin thì ngày mai Doanh Thị và Gia Thiên Hội sẽ có một trận ác chiến. Tốt quá rồi, lần này chúng ta chắc chắn phải cùng bắt được Doanh Thị và Gia Thiên Hội mới được. Dân, gọi mấy anh em giám sát quỹ khắp và doanh chiến cho tôi. Sau đó bảo các anh em còn lại ở cục cảnh sát đợi lệnh, bất cứ lúc nào có tin là sẽ xuất phát ngay. Rõ. Cô già, cậu dậy rồi hay sao? Án giết người của Doanh Tiếu Thiên đến bây giờ vẫn chưa có chút manh mối nào hết. Mình phải ra tay từ đâu đây? Không có chứng cứ chứng minh là Bích Quân không phải là hung thủ, cũng không trực tiếp chứng minh Mã Ngũ đó là hung thủ nữa. Bách Hợp, tôi hỏi cô chuyện này nha. Tối cái hôm Doanh Tiếu Thiên chết, Bích Quân đang làm gì? Cô gia à, cậu, tôi không biết gì hết. Đội trưởng Tiền, người chết là ông chủ của công ty vận chuyển Hoàng Phổ, tên là Doanh Tiếu Thiên. Theo như pháp y giám định thì nạn nhân chết tầm khoảng 9 đến 11 giờ đêm do súng bắn. Thi thể chưa từng bị đụng đến chứ? Chưa từng. Bách Hợp à, cô đừng có sợ. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm. Tối hôm Doanh Tiếu Thiên chết, cô có thấy cô chủ nhà cô hay không? Tôi nhớ lúc đồng hồ điểm 11 giờ thì tôi đi thay thuốc cho cô chủ. 11 giờ đêm hay sao? Đúng. Vậy cô có biết thời gian Doanh Tiếu Thiên chết hay không? Tôi biết chứ, trên báo có mà. Là mười một giờ đêm. Cô gia, không phải là cậu? Cô ấy không. Chẳng lẽ mình trách làm Bích Quân hay sao? Bích Hợp à, cảm ơn cô. Vậy tôi đi trước nha cậu. Cục trưởng à, không phải anh đến chính phủ trong thành phố đi họp hay sao?
Tại sao lại đến đội thế? Tôi tìm Tiền Trọng Kiệt nói chút chuyện, không ngờ cậu ta không có ở đây. Tôi cũng muốn tìm cậu ta nói chút chuyện lắm. Vậy thì đúng lúc, tôi nói cho anh biết, qua mấy hôm nữa lãnh sự Pháp đến Thượng Hải, đến lúc đó rất có thể sẽ đến khu quản lý của chúng ta để thị sát đó. Cậu sắp xếp để Tiền Trọng Kiệt phụ trách trị an mấy hôm đó đi. Cục trưởng yên tâm đi, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ sắp xếp chuyện này cho ổn thỏa mà. Được, tôi đi đây. Làm cái trò gì vậy? Nếu mà hôm nay mình không đến đây thì ông ta chắc chắn sẽ không nói với mình chuyện này. Lão Trịnh ơi là lão Trịnh, dù tôi có chỉ là một chức quèn thì tôi cũng là cục trưởng mà. Muốn hất cẳng mình đi hay sao? Tiểu thư, cô dậy rồi hay sao? Phải rồi đó. Tiền Trọng Kiệt đâu rồi? Cậu ấy vừa đi rồi, cậu bảo phải đến tối mới về được. Tốt quá rồi, mình phải nhân lúc Tiền Trọng Kiệt không có ở đây, có thể làm theo lời của anh Danh Chiến nói. Tiểu thư à, cô nói gì thế? À, không có gì đâu. Tiểu thư. Sao chỉ có mình cậu ở đây thế hả? Tiền Trọng Kiệt và Mạnh A Tài đâu? Phó cục trưởng, họ đi phá án rồi. Một lát nữa nếu như Tiền Trọng Kiệt về thì cậu bảo với cậu ta là mèo nhà bà Cao ở đường Tây bị lạc rồi đó. Bảo cậu ta đi tìm cho người ta. Tìm mèo? Tìm mèo thì làm sao? Theo lời của cục trưởng Trịnh thì chúng ta phải phục vụ cho dân. Bổn phận làm cảnh sát của chúng ta đấy. Dân à. Anh Doanh Chiến, anh định đi đâu thế? Đúng lúc em có chuyện tìm anh đây. Anh đưa các anh em đến Văn Hương Cát bắt chuột. Bắt chuột hả? Bắt chuột. Chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên. Người của quỷ khắp sắp đến rồi, anh nhanh đi đi. Nhanh đi đi. Nhanh lên. Cậu phải cẩn thận đấy, anh nhanh đi đi. Thưa anh đi cẩn thận nhé. Sao cô ta lại đến đây? Mời anh vào trong này. Thưa cậu, mời cậu vào. Ngày nào chúng tôi cũng nhớ anh đó. Tôi cũng nhớ mấy em lắm. Tứ gia, tôi đến đây, cậu có trong đó không vậy? Vào nhanh lên đi. Lề mà lề mề gì thế hả? Bên trong đang gấp, cô đi ứng phó với tứ gia cho tôi một chút đi. Nè nè nè, nhanh đi. Tôi đâu có phải là người của mấy người đâu. Tại sao cô lại đẩy tôi vào đây? Đúng thật là. Vậy cô là ai vậy? Còn che mặt nữa hay sao? Ông này rất thích cảm giác thần bí này lắm đó. Cậu ơi, đừng có qua đây mà. Mấy em gái này. Xin lỗi nha, thưa cậu. Tôi không cố ý đâu. Sao mà cậu bất cẩn quá vậy? Bé mèo hoang. Tôi đã rất thích kiểu mèo hoang không nghe lời lắm. Anh thông báo cho những anh em khác chưa? Thông báo rồi, chúng tôi ở đây canh chừng. Tôi thấy hơi lo đó. Các anh em, nếu như A Tứ đã vào già thiên hộ chúng ta thì là anh em của chúng ta. Bảo vệ chu toàn cho anh em là bảo vệ chu toàn danh tiếng của già thiên hội. Nếu như Doanh Chiến dám bắt nạt người của chúng ta thì hôm nay chúng ta dù có phải đánh một trận đổ máu với Doanh Thị thì cũng phải cứu được A Tứ ra. Đi.
Cậu à, mới đó mà đi rồi hay sao? Tạm biệt cậu nha. Đi thôi, tạm biệt cậu nhé. Đi. Sao lại có cảnh sát đến thế? Cái đồ lưu manh này, tránh ra. Này này này, trốn vào đây đi. Anh thả tôi ra. Anh làm gì thế hả? Cứu tôi với, đừng có động vào tôi. Đừng động vào tôi mà. Không được lên tiếng, nếu không thì hai chúng ta đều phải chết. A Tứ, thiếu gia, tôi bảo cậu chạy. Cậu tha mạng cho tôi đi, tôi bảo cậu chạy. Cậu à, tôi không dám nữa. Ai cho cậu cái gan đó? Tôi không dám nữa, không dám nữa đâu. Tôi không dám đâu cậu à. Quỷ gia, quỷ khắp, mày đi nhầm phòng rồi đó. Thả hắn ra đi. Nực cười. Tao giáo huấn người của mình thì có liên quan gì đến người ngoài như mày? Ai là người ngoài? Chỉ sợ là Doanh thiếu gia chưa hiểu rõ mới đúng đó. Quỷ gia, quỷ gia, quỷ gia, quỷ gia, cứu tôi với, cứu tôi. Hôm nay tôi nhất định phải mang A Tứ đi. Có gan thì cứ thử xem.